Hạ viện Nga hôm 18 tháng 7, nhà chức trách có thể lên danh sách các phần mềm nội địa bắt buộc phải có mặt trên các thiết bị điện tử. Nếu được thông qua, nó sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020. Apple, Samsung và Huawei đang thống trị thị trường smartphone Nga. Dự thảo cũng đề xuất phạt các công ty bán thiết bị mà không cài phần mềm Nga với mức tiền từ 50.000 rúp tương đương 18 triệu đồng đến 200.000 rúp tương đương 73 triệu đồng, kể từ tháng 1 năm 2021 dự thảo chỉ có thể trở thành luật nếu được ba phiếu của hạ viện và sau đó được thượng viện và tổng thống vladimir putin phê chuẩn trong vài năm qua nga giới thiệu các quy định internet khắt khe hơn như yêu cầu công cụ tìm kiếm xóa một số kết quả dịch vụ nhắn tin chia sẻ mã bảo mật với an ninh và mạng xã hội phải lưu trữ dữ liệu người dùng trên máy chủ trong nước